Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Hôm nay mình sẽ quay clip cho các bạn là đi vườn đốn chuối nha bạn. Đây là vườn chuối của bà hai mình. Thì ngoài chuối ra thì còn có dừa nhiều lắm luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay đi đốn chuối sáp nha mọi người. Hello, chào cả nhà, cô là cô Tư đây. Nay lên vườn, quấn hai cô đốn chuối. Các bạn cùng xem nha. Con chó của mình đi lên tới đây luôn các bạn ơi. Không thấy luôn. Nó gình gình nó đi heo mình á. Ồ ồ. Từ từ nha mẹ. Đây một buồng chuối sáp nè cả nhà. Nhìn gần nó mập uống nu uống nút uống nặng luôn à. Nè dừa của bà hai mình có trái rồi nè cả nhà. Bên đó cũng có một buồng nữa. Đó mẹ mình với xe mình ở ngoài kia. Nguyên cái vườn chuối sáp này rất là to luôn. Mình phá cây chuối vậy luôn ha mẹ. Cho nó nằm xuống đây luôn, nó rụt rã ra luôn ha. Mấy cái cây chuối sáp công nhận nó mập lù hả mấy bạn ơi. Cái buồng nó nè, nó nằm múc ở trên trời luôn. Mấy bạn thấy mẹ mình đốn chuối sáp chuyên nghiệp không? Đó, mập lù luôn. Mẹ mình thì đốn chuối, còn bà hai mình thì đi học bắp chuối rồi mấy bạn ơi. Ồ, đốn ngã một cây chuối rồi. Đó, mẹ mình đi hiên ngang không mấy bạn. Hôm nay mình với mẹ mình sẽ đại náo vườn chuối của bà hai. Vậy là được ba buồng rồi. Mẹ. Để lên coi mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu cái chuối nha mọi người. Chuối, bắp chuối với lại mấy buồng chuối sáp. Cái giá biết không? Không mình nhớ cái giá này. Đốt chuối xong rồi mệt. Vậy ổng kìa. Kìa. Thôi. Có bả sao? Mời các bạn uống nước dừa Mã Lai. Nước dừa Mã Lai ngọt lắm ngọt. Nhưng mà mùa mưa này cũng bớt ngọt rồi. Bớt ngọt hơn mà nắng.
như nước sầu mệt, uống nước dừa. Ồ, mời các bạn uống nước dừa nha. Ủa mùa hôi mẹ hộ con đổ quá trời. Uống nước dừa vô cho nó khỏe coi. Đặt cho như cái yên tư. Con uống nước lọc. Hả? Nó có để trên nước lọc. Hả? Não ngon vậy mà không. Ôi, tốt. Não ngon quá ha. Buồn hai trái một trái nó đốt không vậy? Tư biết sao không? Để hổng nó bỏ lại đó. Mà bữa nay lâu rồi hả Tư? Ừ. Ba tuần thôi. Vậy chắc họ chưa nậu. Giờ bà hai mình sẽ chở chuối đi bán nha mấy bạn. Đâu? Bán chuối nha. Chị bán chuối á. Từ từ. Đó. Muốn. Chở đi ba buồn rồi. Chở đi ba buồn rồi. Còn này 1, 2, 3, 4, 5 buồn. Với lại bọc bắp chuối. Hello chắc cả nhà. Cô qua cô xịt thuốc mặn. Cô bị ông nó chích cô các bạn. Cái ổ ông mà hồi bữa mình quay cho mọi người xem. Ổ ông đó chích mà hôm qua sưng dữ lắm nha. Mình mua thuốc cho mẹ với chườm nước đá rồi. Hôm nay nó đã đỡ rồi đó mọi người. Hôm qua sưng nguyên cái mặt luôn. Không có làm gì đâu hết. Mình nấu cơm chèo đồ này kia. Chuối nó cỏi rồi nó ốm đều đẹp gì cô làm hết. Nhưng mà chuối này con thấy nó già rồi quá vậy mẹ. Dạ. Nó muốn chín rồi. Để làm thử hai nãy. Này mình bào ra hay sao mẹ? Gọt vỏ vậy hả? Vỏ. À. Gọt cái vỏ này nè mẹ làm chuối nhào đường lại hả? Cỏi rồi nó ưa vậy nè các bạn. Rồi vậy thấy con gọt vậy được không? Vẽ thì phải làm cái thau nước chanh. Làm cái thau nước chanh cho nó không bị đen đúng không? Mẹ vừa mẹ gọt cái đít này cho con đi. Rồi con bào cho dễ. Đúng rồi, mẹ gọt cái đít ra là con dễ bào lắm luôn. Cái này chiên không khỏi ngào đường cũng được mẹ. Dầu đây. Dầu con mới mua bình dầu mà. Trời ơi. Thấy con không? Còn mấy buồn nữa lần. Chuối đó để làm chuối ngào đường. Chuối ngào đường nguyên trái á. Bỏ đường, mè vô. Kêu bằng đêm đường. Mẹ, người ta nói là ông chích là may mắn là tiền vô đó. Được chưa? Để con đi ra con kiếm cho nó chích con cái coi cho giống mẹ coi. Đi chưa? Chưa. Dìm sao hôm qua bắn hổ chưa đi nữa. Nó đợi mẹ ra đó. Thấy tắt cái ghê không? Hai mẹ con mày cắt chắc hết nửa ký tắt quá. Tắt nhà mà sợ gì đâu. Có mua mụn gì đâu. Hai mẹ con mình cắt tắt lại chút xíu nữa. Để chuối vô đây cho nó ra mủ á. Cho cái chuối nó trắng. Ta có tranh thầy tâm mình có tắt rồi. Chứ tắt nó cũng không trắng bằng tranh. Sắt chi mẹ? Mẹ sắt giục qua đây rồi con nhúng qua chanh phải không? Ừ, rửa cho mũ trơn rồi qua chanh. Không, chuối này muốn chín rồi nè. Chuối già chuối non mới ngon nha mấy bạn. Để làm thử coi, không được thì mới mốt đốt buồn chuối nhé. Hên xui. Nghèo hay xui lắm mấy bạn ơi. Rồi mình ngâm vô trong chanh rồi bây giờ mình sẽ vớt ra cái gỗ cho nó gáo gáo đặng chút xíu nữa mình chiên nha. Rồi hai nãy chuối mà nhiều dữ vậy ta. Thank you.
con. Lúc nó nguội á, nó giòn. Hai mẻ luôn đó nha. Ừ, chiên hai mẻ nữa. Nhiêu đây đường mà dư sức rồi nè, mẹ thấy không, áo hết trơn luôn à. Vậy được chưa mẹ? Con mình đã quần quật từ trưa tới giờ mới xong luôn á mọi người. Mà nhìn cái bánh thành phẩm cũng rất là ngon luôn. Đâu, bây giờ uống đi nước trà rồi thử mời mọi người ở đây cùng ăn chung với hai mẹ con mình nha. Hello, chào cả nhà. Cô với Như làm cái món chuối sấy rồi nè, xong nè. Mời cả nhà dùng với cô uống nước trà nha. Rồi ăn đi. Mình sẽ ăn mấy này. Mấy miếng này mẹ rất vậy nó không giòn như vậy. Ừ. Em nhớ gần chín. Thử ăn miếng này coi có giòn không nha. Có miếng dày giòn thì ổn ha. Chuối nè. Ăn không, nãy chiên không, không cần áo đường cũng rất là ngon à. Ừ. Con gọi gọi với xong à. Có đường dính vô áo vô nhiều nó cứng nó phải giòn. Ôi, ngon ơi. Có ai không? Giọt mắt. Hôm qua ta cô xịt thuốc mặn á, nghe ổ ong mà cô không có xịt vô không, mà rau bay ăn con, tại cô bịt khẩu trang cái chích ngay khóe ăn mắt cô nên sưng tới nay chưa xẹp. Có miếng giòn nữa không? Có chanh vô nó kêu chua, ăn không có bị ngán gì hết trơn đó. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm nha. Cái này để vô trong keo hoặc là vô vịt mũ gì á, để dành tối coi TV uống nước trà là bá chế bị chét luôn á. Ừ. Giòn thấy sợ ha. Ngày mới có mấy miếng mà mỏi răng quá trời quá đất rồi. Coi mặt mẹ mình kìa. Trời ơi, mấy miếng không giòn ăn không mỏi. Mỗi gần quá. Như chợp mặt cô. Ông chích thương cười hoài. Cười tối tối giờ quá. Cả nước coi mặt ông chết tôi. Bên đây vậy. Một con mắt ha. Cái trái ruột khô nó trôi dưới sông một cái sủa nữa trời. Chán thiệt luôn á. Thôi bây giờ hai mẹ con mình sẽ dừng video nha. Cái video chuối này thôi đơn giản chứ làm lâu tới tối luôn rồi đó cả nhà. Giờ hai mẹ con mình sẽ tạm dừng. Nếu cả nhà nào thích video này thì đừng quên để lại cho hai mẹ con mình một like nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tôi thương bạn rất nhiều. Bye bye. Vô chưa?